Ngày 30 tháng 5 vừa qua, câu lạc bộ bất động sản thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là HREC Group trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh HUBA trong trọng tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ năm 2018-2023. HREC Club là tổ chức phi lợi nhuận và tự nguyện của các doanh nhân, tổ chức và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản hoặc lĩnh vực xây dựng, các lĩnh vực khác có cùng mong muốn tìm hiểu, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Mục tiêu hoạt động của HREC Club là mang đến cơ hội kinh doanh có sàng lọc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc các lĩnh vực liên quan cho các hội viên HREC theo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền lợi hội viên. Kết nối hỗ trợ các thành viên trong câu lạc bộ cũng như Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát huy mọi khả năng, tiềm lực nhằm ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Chia sẻ kinh nghiệm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin quy định mới về bất động sản, tổ chức các hội thảo chuyên đề giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt được những quy định, chính sách mới, những xu hướng thay đổi khi Việt Nam hội nhập. Đại hội đã cử ông Nguyễn Quốc Bảo làm chủ tịch lâm thời câu lạc bộ bất động sản.